Chúng con nguyện danh Cha cả sanh, danh ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha. Chúng con xin cho đệ chúng con sẽ chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đại ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ, mọi người nữ như Giê-xu con lòng bà cùng phước lạ. Nước mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Danh Chúa nhân từ, cùng một đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng như giấy vô cùng. Amen. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm 29 Tết, Truyền thông Thành Võ xin thông báo lịch nghỉ Tết và lịch trực Tết năm nay tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Phòng chẩn trị y học cổ truyền thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Thời gian nghỉ Tết 4 ngày, từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến ngày 11 tháng 2 năm 2024, nhằm 29, 30 Tết, mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch, lịch trực Tết Giáp Thìn năm 2024, 29 Tết nhằm ngày 8 tháng 2 năm 2024, trực Tết cô Nguyễn Thị Hạnh, anh Bùi Văn Thưởng, bác Chính Bé, 30 Tết nhằm ngày 9 tháng 2 năm 2024, trực Tết thầy Võ Duy Tiến, anh Mao, cô Lưu Thị Úc. Mùng 1 Tết nhằm ngày 10 tháng 2, thầy Nguyễn Tấn Thanh, anh Keo. Mùng 2 Tết nhằm ngày 11 tháng 2, thầy Nguyễn Thanh Quý, Truyền thông Thành Võ. Bệnh nhân lưu ý, trong thời gian nghỉ Tết, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy sẽ cấp phát trà thảo mộc, gạo, nước cho các bệnh nhân. Trong thời gian nghỉ Tết, nếu bệnh nhân có triệu chứng, hãy liên hệ với y sĩ điều trị trực tiếp để được hướng dẫn kịp thời. Trong thời gian nghỉ Tết, bệnh nhân và người nuôi phải phối hợp với chủ nhà nghỉ hoặc nhà trọ nơi lưu trú nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Xin thông báo. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, Truyền thông Thành Võ cho biết ngay hôm nay phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy sẽ ra quân tổng vệ sinh tại phòng khám. Truyền thông Thành Võ xin nhắc lại, mùng 1 Tết nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2024 cũng là ngày đặc biệt kỷ niệm 100 ngày Cha Phaolô Nguyễn Văn Tường về với Chúa. Ngày đó, kế hoạch của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy sẽ tổ chức buổi lễ cầu nguyện khá long trọng tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại nơi thờ Chúa, thờ Cha Phaolô Nguyễn Văn Tường. Thành phần dự lễ
bắt buộc là tất cả các thầy, nhân viên phụ việc tại phòng khám. Còn lại bệnh nhân, người nhà và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các thầy khuyến khích đến dự lễ, thêm phần long trọng. Sau buổi lễ này, các thầy sẽ lì xì Tết cho 100 bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Món quà lì xì Tết cũng không nhiều, nhưng cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi trong những ngày xuân về Tết đến. Chương trình lễ cầu nguyện 100 ngày kỷ niệm cha Pedro Nguyễn Văn Tường về với Chúa và lì xì Tết cho bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị ung thư tại đây, truyền thông Thành Võ xin thông báo rộng rãi để cộng đồng mạng biết và có thể sắp xếp thời gian về dự cho góp phần long trọng. Đồng thời buổi lễ này được ghi hình và phát lại. Kính mong quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhớ đón xem. Thân ái chào đoàn kết. Ngoài ra, ngày 30 Tết, phòng khám cha Tường Lưu Thân Cho Công và các thầy sẽ đăng một video clip trên kênh YouTube chương trình đặc biệt lần đầu tiên của phòng khám cha Tường Lưu Thân Cho Công và các thầy chúc xuân của ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường Lưu Thân Cho Công và các thầy gửi đến mạnh thường quân, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chào đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 thêm ấm áp, vui tươi. Sau lời chúc của ban giám đốc công ty là đến phần chúc Tết của bệnh nhân từ miền Nam ra miền Bắc để bày tỏ tấm chân tình của các bệnh nhân trên toàn đất nước Việt Nam để tri ân đến các thầy, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã thể hiện tràn đầy tinh thần tương thân tương ái, hết lòng hết sức đóng góp tiền của vật chất giúp đỡ phục dựng lại phòng khám cha Tường Lưu Thân Cho Công và các thầy để các bệnh nhân có được nơi chốn hỗ trợ điều trị bệnh ung thư trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang. Công lao của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước như trời cao biển rộng là món quà quý báu trong mỗi bệnh nhân. Nay truyền thông Thành Võ xin đính chính danh sách tri ân các gia đình mạnh thường quân đã có công lao giúp đỡ phòng khám, cụ thể như sau: tri ân các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã hết lòng hết sức giúp đỡ phòng khám được phục dựng lại khang trang như ngày hôm nay là phải ghi ơn công đức của các gia đình bác Ngô Văn Thịnh, gia đình bác Ân, gia đình cô Mai Phương, gia đình anh Trần Minh Giang, gia đình cô Mai Hương, gia đình cô Linh, gia đình cô Lan, gia đình cô Dương Mai, gia đình cô Nhung Nguyễn, gia đình cô Lan Diego Fanny, gia đình cô Đòn, gia đình cô Linda, gia đình bác An, gia đình cô Xuân Đặng, gia đình cô Vang, gia đình cô Kim Anh, gia đình cô Trần Thị Chiên, gia đình cô Trương Quế Phương, gia đình chú Trương Thanh Tân, gia đình cô Phạm Thanh Nga, gia đình bác Tùng Ga. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan, ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn để công trình phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu. Truyền thông Thành Võ xin kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với đời sống của bệnh nhân ung thư hiện nay. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn.
Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào!